Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam sắp trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Quảng Ngãi từ tháng 4, tỏi Lý Sơn sẽ dán tem chống giả. Hà Nội khởi tố bắt tạm giam nghi can dâm ô cháu bé 8 tuổi. Lâm Đồng gian nan gắn nhãn rau Đà Lạt. Thưa quý vị, trang web agrimoney.com cho hay Việt Nam sắp vượt qua Brazil để trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất trên thế giới. Thế mạnh cà phê của Việt Nam khiến giới đầu tư bất ngờ. Số liệu thống kê trên trang agrimoney.com cho thấy Brazil đang dần để tuột mất vị trí đứng đầu về tay Việt Nam trong bảng xếp hạng các quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, do kim ngạch xuất khẩu cà phê Robusta giảm mạnh trong nhiều năm. Cụ thể, trong tháng 2 vừa qua, Brazil xuất khẩu gần 2 triệu rưỡi bao cà phê, thấp nhất trong vòng 4 năm qua, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này sát với lượng cà phê mà Việt Nam xuất khẩu trong cùng kỳ là 2,48 triệu tấn. Theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù nguồn cung cà phê Việt Nam sang thị trường thế giới có chút gián đoạn do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhưng lượng xuất khẩu vẫn tăng 23%. Kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam sẽ vượt qua mọi dự đoán, và Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới. Sau khi bộ phim Con đảo đầu lâu chính thức ra mắt khán giả, thì những hình ảnh hùng vĩ về đất nước Việt Nam đã một lần nữa tạo ra một dấu ấn vô cùng lớn đối với người Việt cũng như bạn bè quốc tế. Đây cũng chính là cơ hội vàng cho du lịch Việt Nam phát triển hơn. Ngay từ ngày đầu ra mắt, bộ phim bom tấn Công đảo đầu lâu đã khiến những người yêu điện ảnh đã không khỏi trầm trồ trước bối cảnh hùng vĩ tại Đầm Vân Long, Tam Cốc, Bích Động, Tràng An, Hang Chuột, hệ thống hang Tú Làng, đèo Đá Đẻo, hồ Yên Phú, Phong Nha, Kẻ Bàng hiện lên sinh động trong từng thước phim. Và đây cũng là một lý do rất nhiều du khách đã chọn Quảng Bình, Ninh Bình, Hạ Long là điểm đến trong kỳ nghỉ của mình. Hàng loạt tour du lịch về địa điểm quay phim King Kong cũng đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Trên thế giới, các công ty lữ hành như Exotic, Voyager, Starlight đã nhanh chóng giới thiệu các tour du lịch giúp khách hàng có thể tận mắt ngắm nhìn những khung cảnh hùng vĩ trong bộ phim bom tấn. Các hãng du lịch trong nước cũng có nhiều tour mới dành cho du khách muốn khám phá những địa danh này. Chúng tôi khai thác cái dịch vụ thủy phi cơ đưa vào để phục vụ cho du khách. Chúng tôi cũng hy vọng là sau khi mà bộ phim này trình chiếu và mọi người xem phim xong thì hè năm nay chúng ta sẽ có những cái biến chuyển tích cực. Vì là bộ phim này giúp chúng ta quảng bá được hình ảnh Việt Nam rất là tốt. Tuy nhiên, không chỉ ăn theo hiệu ứng bộ phim, ngành du lịch Việt Nam cần có những kế hoạch lâu dài để kích cầu du lịch phát triển bền vững. Thưa quý vị, vừa qua, Hội Kinh doanh và Chế biến hành tỏi Lý Sơn cho biết, đầu tháng 4 tới, mặt hàng tỏi Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi sẽ được cấp tem chống hàng giả. Theo đó, những sản phẩm tỏi sau khi thu hoạch, đóng bao bì đều có tem chống hàng giả. Trên mỗi tem sẽ hiển thị mã code với 4 số đầu là của mỗi hộ nông dân. Mỗi hộ trong tổ đều có một mã code riêng, căn cứ vào mã này có thể biết được mặt hàng này là của hộ nông dân nào. Nếu hộ nào đóng tổ giả sẽ bị phát hiện và chịu trách nhiệm. Với mã code này, người tiêu dùng có thể kiểm tra tổ Lý Sơn bằng điện thoại. Theo kế hoạch đầu tháng 4 tới, Hiệp hội Kinh doanh và Chế biến hành tổ Lý Sơn sẽ cấp khoảng 20.000 tem cho các hộ trồng tổ trên địa bàn huyện Lý Sơn. Tem này chỉ có áp dụng đối với các mặt hàng tổ được sản xuất và đóng gói tại đảo Lý Sơn, không áp dụng cho các trường hợp vận chuyển vào đất liền để đóng gói. Được biết, mỗi năm người dân huyện đảo Lý Sơn trồng khoảng 300 hectare tỏi. Do vậy, việc đưa tem chống hàng giả sẽ giúp bảo vệ thương hiệu cho tỏi Lý Sơn, đồng thời giúp người tiêu dùng lựa chọn đúng mặt hàng tỏi Lý Sơn khi có nhu cầu sử dụng. Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai bảo mẫu ở phường 17 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh liên tục có hành vi bạo hành với trẻ trong khi cho ăn, gây phẫn nộ dư luận. Chiều ngày 16 tháng 3, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã phối hợp với Công an phường mời hai bảo mẫu này về trụ sở để tiến hành điều tra làm rõ. Đoạn clip ghi lại cảnh hai bảo mẫu đang cho trẻ ăn, liên tục đè ngửa, kẹp vào nách và dùng tay đánh vào đầu bé. Mặc cho các bé liên tục gào khóc, vùng vẫy nhưng hai bảo mẫu này vẫn không buông tha. Sáng ngày 16 tháng 3, đoàn công tác gồm Ủy ban Nhân dân và Công an phường 17 quận Gò Vấp đã đến kiểm tra điểm giữ trẻ tại con hẻm số 214 đường Nguyễn Anh, phường 17 quận Gò Vấp, yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động của cơ sở giữ trẻ trái phép này. Tại đây, lực lượng chức năng đã yêu cầu bà Phạm Thị Mộng Thờ là chủ cơ sở và bảo mẫu còn lại được mời về công an phường làm rõ dấu hiệu ngược đãi trẻ. Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ trẻ về trường mầm non tại địa phương để chăm sóc, đồng thời mời cha mẹ các bé đến làm việc đón con về. Đây là điểm giữ trẻ tự phát hiện trong giữ khoảng chục bé dưới 2 tuổi.
Từ giữa tháng 3, các bảo mẫu ở đây bị phát hiện có hàng loạt hành vi bạo hành trẻ. Cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn và từng có văn bản nhắc nhở đối với chủ cơ sở. Đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận được biết đến là một trong 12 vùng đầm phá ven biển lớn nhất của Việt Nam, nơi có hệ sinh thái đầm phá đa dạng, phong phú bậc nhất. Thế nhưng hiện nay, khu vực ven bờ đầm Nại lại đang trở thành nơi tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Suốt chiều dài hơn 2 km đường đê đầm Nại, từ chân cầu Ninh Chữ về khu chợ Nại trở thành bãi tập kết rác thải. Rác từ các khu dân cư sinh sống ven bờ biển thải ra bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ, chất thành từng lớp dày đặc. Vỏ chai, vỏ cơm hộp, túi ni lông, rác thải sinh hoạt nằm ngổn ngang trên bờ dưới nước, mùi hôi thối bốc lên vô cùng khó chịu. Dù hiện nay địa phương đã có đội thu gom rác thải, nhưng do nhiều người dân chưa ý thức vẫn đổ rác thẳng ra con đường bê tông cạnh đầm. Dân ở đây này nên không có ý thức mấy cái nhà đây này là một người ta bỏ rác là ta bỏ cái chỗ là cho xe ta đổ, còn có người ta đem lê liền này. Rồi cái nó bởi bị cái gió này nó tấp ra tấp vô này. Nếu không có biện pháp ngăn chặn tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm, thì hệ sinh thái của đầm này sẽ bị phá dỡ trong một ngày không xa. Thưa quý vị, cá mú, một loại thủy sản có giá trị kinh tế rất cao, được người dân đầu tư nuôi nhiều ở khu vực Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 đến nay, loại cá này liên tục bị chết với dấu hiệu bất thường, khiến nhiều hộ dân trắng tay, ghi nhận tại vùng nuôi trồng thủy sản trong khu vực Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ghi nhận tại khu nuôi trồng thủy sản trên Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, rác cá mú chết được vứt bừa bãi trên bờ, còn dưới ao nuôi, cá trọng lượng khoảng nửa kg đang thôi thớp. Như gia đình ông Đinh Văn Hưởng tại phường Cam Phúc Bắc, số lượng cá chết từ đầu năm đến nay đã hơn 8 tấn, tính theo giá thị trường 220.000 đồng 1 kg, thì tổng thiệt hại sẽ không dưới 2 tỷ đồng. Người dân ở đây đã dùng mọi cách để cứu cá, chuyển cá từ ao đầy sang ao nuôi khác, song vẫn không hiệu quả. Cá chết, nhiều hộ đang có tiền tỷ giờ đã trắng tay và nợ nần chồng chất. Theo như trên hội nông dân của phường Cam Ranh Nam Bắc, thì tình hình nuôi trồng thủy sản của bà con bị thiệt hại từ tháng 1 đến tháng 3 của năm 2017 thì thiệt hại khoảng từ 10 đến 20%. Hiện nay, hệ thống ao và lồng bè trên địa bàn phường Cam Phúc Bắc dày đặc, sát cá chết cũng khiến tình trạng dịch bệnh dễ dàng bùng phát. Mong muốn của người dân lúc này là cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân cá chết, đồng thời có chính sách hỗ trợ để người dân tái sản xuất. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, hiện cả nước đang bước vào vụ thu hoạch điều với mức giá thu mua đầu vụ tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình hình sâu bệnh tại một số vùng đã khiến sản lượng điều sụt giảm đáng kể. Tại một số tỉnh như Lâm Đồng, Bình Thuận, một phần Bà Rịa Vũng Tàu, sản lượng điều năm nay dự kiến sụt giảm khoảng 80% so với cùng kỳ. Còn tại một số địa phương khác như Đồng Nai và Bình Phước, thiệt hại ước tính khoảng 30-40%. Khan hiếm sản lượng đầu vụ thu hoạch trong khi nhu cầu xuất khẩu tăng cao và giá xuất khẩu cũng khá ổn định, khiến giá bán điều nguyên liệu trong nước tăng lên khoảng 42-46.000 đồng một ký, đã giúp bù lại thiệt hại cho nông dân. Lần đầu là con sâu rống đỏ thì nó ăn hết lá, rồi khi ra bông thì con bồ xịt mũi nó hút hết khô những cái bông, khô cái thân luôn, rồi nó hút hết những cái trái con. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, năng suất trung bình năm nay có thể giảm hơn so với năm ngoái, không đạt mức 1,4 tấn một hecta. Nhưng bù lại, giá nguyên liệu điều tươi có thể đạt trên 40.000 đồng một ký. Hiệp hội Điều sẽ tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp chế biến sâu, liên kết nông dân xây dựng các vùng nguyên liệu sạch để vượt kim ngạch xuất khẩu năm 2016 là 2,84 tỷ đô la. Thưa quý vị, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở thành mối lo ngại của người tiêu dùng trong thời gian gần đây trước tình trạng sử dụng hóa chất thiếu kiểm soát. Không chỉ trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm, mà còn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng đang bị người trồng lạm dụng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm với người tiêu dùng. Phóng sự được thực hiện tại một vùng trồng dưa hấu tại Gia Lai. Những chiếc hộp, lọ cùng hàng loạt các loại bao bì qua sử dụng nằm vương vãi trên bờ ruộng, không gian độc nặc bụi hóa chất, thuốc trừ sâu. Đó là những gì đang diễn ra tại vùng đất trồng dưa hấu ở Gia Lai. Một vụ dưa hấu kéo dài gần 3 tháng và cũng trong khoảng thời gian này, từ đất trồng đến cây ăn quả luôn được tẩm ướp bởi thuốc trừ sâu cùng nhiều loại hóa chất khác. Tuy ý thức được việc sử dụng thuốc bảo vệ tràn lan sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vì lợi nhuận, nhiều nông dân vẫn chấp nhận đánh đổi. Để đầu tư cho 1 hecta trồng dưa trong một vụ, nông dân cần đầu tư khoảng trên 150 triệu đồng. Trong đó, riêng tiền chi cho thuốc bảo vệ thực vật chiếm đến gần 20%, tức vào khoảng 20 triệu đồng. Thực tế là đến ngay cả người trồng dưa cũng không dám ăn dưa cho mình trồng. Về nguồn đất là bị nhiễm ô nhiễm và nguồn nước ngầm của trong địa bàn xã cũng bị ô nhiễm. Cái nhất, cái hai là cái ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Theo thống kê, hàng năm diện tích trồng dưa hấu tại Gia Lai vào khoảng trên 1.000 hecta. Thế nhưng sau mỗi mùa dưa hấu, những tồn dư của hóa chất sau một mùa canh tác phải mất đến cả chục năm trời mới trở lại bình thường. Chuyển sang phần tin và an ninh trật tự. Ngày 16 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 223 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng, sinh năm 1983, trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, về hành vi dâm ô đối với trẻ em, theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 13 tháng 3, Cơ quan Điều tra Công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án hình sự dâm ô đối với trẻ em xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 10 tháng 1 năm 2017, chị NTL trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội và con gái sinh năm 2008 đến Công an phường Thịnh Liệt tố cáo ngày 8 tháng 1 năm 2017, con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi dâm ô. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ chị L, Công an phường Thịnh Liệt đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Hoàng Mai. Để cơ quan điều tra công an quận vào cuộc thụ lý điều tra theo thẩm quyền, cơ quan điều tra đã triệu tập Cao Mạnh Hùng, người bị tố giác đến ghi lời khai. Trước tính chất phức tạp của sự việc, ngày 13 tháng 3, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan điều tra công an thành phố vào cuộc tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ cơ quan điều tra công an quận Hoàng Mai, điều tra và làm rõ vụ việc. Đến ngày 13 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội chính thức quyết định số 223 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng về hành vi dâm ô đối với trẻ em theo điều 116 Bộ luật hình sự. Đến chiều ngày 16 tháng 3, công an huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể cụ bà 79 tuổi trú tại thôn 5 xã Ea Quơ, huyện Buôn Đôn cho gia đình về lo hậu sự. Trước đó, trong lúc đốt rác, nạn nhân đã ngã vào hố rác do gia đình đào và không thể lên được nên bị thiêu gần như toàn bộ cơ thể. Khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2017, bà Lê Thị Em, sinh năm 1938, trong lúc ở nhà một mình đã đi đốt rác tại hố rác gia đình tự đào sâu khoảng 30cm phía sau nhà. Trong khi đốt rác, bà Em không may trượt chân ngã xuống hố rác. Do tuổi già sức yếu, bà không thể đứng dậy được. Nạn nhân bị lửa cháy bén vào cơ thể gây tử vong. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, người thân bà phát hiện sự việc và báo cơ quan chức năng. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là do trượt chân ngã xuống hố rác đang cháy. Gia đình bà Em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân trong thôn và chính quyền địa phương phải quyên góp để giúp đỡ lo mai táng. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 3, lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc thủy đoàn 3, cục cảnh sát giao thông đã bắt quả tang 5 ghe và 5 đối tượng liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Trong đó, tại địa phận phường Tân Dạng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tổ công tác phát hiện tạm giữ 4 đối tượng, một ghe bơm hút cát vỏ sắt và một ghe vận chuyển chứa khoảng 25 mét khối cát. Còn tại địa phận xã Long Hưng, huyện Long Thành, Đồng Nai, tổ công tác đã phát hiện tạm giữ 1 đối tượng, 2 phương tiện bơm hút cát, 1 phương tiện vận chuyển. Tại đây, các đối tượng bơm hút cát đã trút lỗ lù để làm đắm phương tiện và nhảy xuống sông bỏ trốn. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đều khai nhận thường lợi dụng trời tối để khai thác cát trái phép, sau đó chở đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. Hiện tại, tổ công tác đã bố trí người lai dắt số phương tiện vi phạm về nơi neo đậu an toàn, đồng thời tiến hành trục vớt 2 phương tiện đắm chìm để tiếp tục điều tra làm rõ. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu Nậm Cắn bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép tiền tệ với số lượng lớn. Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đối tượng tên là Mùa Bá Chò, sinh năm 1987, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, mang trong mình hơn 2 tỷ đồng Việt Nam. Vượt biên giới Việt Nam-Lào theo đường mòn thì bị lực lượng chức năng phối hợp với biên phòng và hải quan cửa khẩu Nậm Cắn phát hiện bắt giữ. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đang hoàn thành hồ sơ bàn giao đối tượng và tang vật cho công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra xử lý. Ngày 16 tháng 3, ngày thứ ba mở phiên tòa xét xử, Tòa án Nhân dân quận Bình Tân đã tuyên án Sì Vĩnh Sáng, 56 tuổi, ngụ quận Bình Tân 8 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, cùng 14 bị cáo khác từ 2 năm 9 tháng tù đến 6 năm tù trong vụ truy sát giữa hai nhóm giang hồ tại Bệnh viện Quốc Ánh, thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 6 năm 2016. Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2016, Cổ Chí Linh, 25 tuổi, cùng bạn đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với hai thanh niên khác là đàn em của Sì Vĩnh Sáng. Tức giận, Linh về mách anh ruột, rủ cả nhóm cùng Đỗ Minh Đương, 29 tuổi, ra chợ mua dao đi đến nhà hai thanh niên kia để trả thù. Thấy nhóm đối thủ đứng trước cửa nhà Sáng, nhóm này xông lên hỗn chiến. Lúc này, Xính Hỷ Phí, 37 tuổi, là em vợ ông Sáng, đã cầm cây sắt chống trả nhưng bị chém vào tay và lưng. Phí được đưa đến Bệnh viện Quốc Ánh, thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu thì gặp nhóm Linh cũng đang cấp cứu nên hai bên tiếp tục xảy ra ẩu đả.
Hay tin em vợ bị chém, Sáng kêu nhóm đàn em cầm theo hung khí đến bệnh viện trả thù và tiếp tục truy đuổi Linh và Đương. Vụ truy sát được camera an ninh bệnh viện ghi lại. Theo kết quả giám định pháp y, Linh bị thương tích 31%, Đương thương tích 20% và Phí 19%. Được biết, Sì Vĩnh Sáng từng là một trong những đàn em của trùm giang hồ Nam Cam, nhiều lần lĩnh án và bị buộc cải tạo từ năm 1976 đến năm 1999. Phần cuối chương trình là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay để minh bạch nguồn gốc nông sản, thành phố Đà Lạt đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn hiện tượng rau Trung Quốc mạo danh rau Đà Lạt. Những giải pháp lâu dài cũng đã tính đến, trong đó đầu tiên là gắn nhãn cho rau Đà Lạt. Chợ nông sản Đà Lạt, một điểm nóng về tình trạng trà trộn khoai tây Trung Quốc với khoai tây Đà Lạt trong thời gian qua. Đất đỏ Đà Lạt luôn sẵn có ở chiều vựa khoai tây để giúp khoai tây Trung Quốc khoác chiếc áo mới biến thành khoai tây Đà Lạt. Tại các vựa khoai tây chất đầy những bao lớn không rõ nguồn gốc, cũng không hề có dấu hiệu nhận biết hay phân biệt. Cứ thế, những loại khoai tây này đến tay người tiêu dùng được gọi là khoai tây Đà Lạt, chỉ vì nơi xuất hàng bán ra là từ chợ nông sản Đà Lạt. Trước sự mập mờ đánh lừa người tiêu dùng này, chính quyền thành phố Đà Lạt đã đưa ra biện pháp in các nhãn mác cho từng loại khoai tây tại các vựa nông sản. Để đảm bảo minh bạch nguồn gốc, có hai loại nhãn mác, một nhãn cho khoai tây Trung Quốc và một nhãn cho khoai tây Đà Lạt, được gắn vào bao khoai tây. Nếu chúng tôi kiểm tra mà đã cam kết bà con rồi, mà không có tem nhãn mác thì chúng tôi có chế tài xử phạt. Thời điểm phóng viên có mặt cũng là lúc các vựa đóng gói khoai tây. Tuy nhiên, phớt lờ biện pháp phân biệt trên, mỗi người một lý do đã giải thích vì sao không dùng đến những chiếc nhãn phân biệt khoai tây Trung Quốc, khoai tây Đà Lạt. Cái kiểu là xe tới hối rồi mình không kịp á, rồi tay dơ dãi rồi đi tìm cái chỗ này, tìm cái chỗ kia để dán nữa. Đủ thứ loại khoai á. Mỗi năm, Lâm Đồng đưa ra thị trường hơn 2 triệu tấn rau, nhiều loại rau có kích cỡ đặc thù. Vì thế, gắn nhãn nông sản cũng không phải là chuyện dễ dàng khi việc sản xuất đến tiêu dùng chưa tạo thành chuỗi, mà ngược lại bị đứt gãy bởi quá nhiều khâu, nhiều chặn. Nhưng trước sự chập chằn nguồn gốc nông sản, rõ ràng gắn nhãn nông sản sẽ giúp minh bạch nguồn gốc nông sản, bảo vệ được thương hiệu nông sản Đà Lạt. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Khánh Hòa, nhà máy đường xả thải khiến cá chết hàng loạt. Phú Yên, ngộ độc tập thể do ăn thịt heo. Thành phố Hồ Chí Minh, xe bồn tông hàng loạt xe máy, 3 người trọng thương. Nhiều người Việt đang gián tiếp khiến con trẻ có nguy cơ bị xâm hại tình dục.